Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft, giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, và mình là Lộc Sutaki. Tình hình hiện tại là mình đang trong một cái con tàu vũ trụ các bạn ơi. Và con tàu của mình vô tình đâm phải một cái hành tinh nào đó và mình đang bị mắc kẹt trong này nè. Nhiệm vụ của mình là tìm cách thoát khỏi con tàu, khám phá những cái hành tinh xung quanh cũng như là tìm cách để trở về nhà thôi. Chứ trên mấy cái hành tinh này mình thấy quá trời quái luôn kìa. Ui, cả đống luôn á, cây cả ban ngày luôn. Nguy hiểm thiệt sự, và trong này thì nó có một cái rương chứa một cái áo giáp không gian nè. Rồi một cái ủng nữa hả? Mặc vô luôn. Ui, cái này nó sẽ giảm sát thương khi rơi của mình. À, kiểu như nó không trọng lực với các bạn ơi. Có cà rốt để ăn nè, có gậy, có miếng thịt sơn bay, có mấy miếng cá cũng như là len. Len này thì mình nghĩ mình sẽ để dành để làm cái giường thôi, chứ bên ngoài không gian như vậy á, không có giường thì mệt lắm. Kiểm tra mấy cái này luôn. Thì nó có một ít cái bột nhộm nè, lấy tạm đi, biết đâu mấy cái này lại cần thiết trong việc trao đổi thì sao. Và có thêm ngọc lục bảo, gỗ, sắt và len đỏ cũng như là đất nữa nè. Thì đất ngoài này chắc hiếm lắm luôn á, tại vì nếu mà không có đất thì mình sẽ không có trồng trọt được đâu. Bây giờ thì mình sẽ trèo ra ngoài trước đi các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng cái khối gì giờ ta? Mình sẽ đập luôn cái cửa này để làm như một block nhá. Giờ thì mình phải tiết kiệm tối đa để không thôi á, một hồi không có đủ đồ để chế tạo á. Ngoài không gian mà mọi thứ đều rất là hạn chế đối với mình. Đặt cái rương trước nè, sau đó đặt tiếp một cái khối len đỏ đi. Mình còn mấy cái len tím để thay thế vào một cái cửa giống như vậy. Nó như là trèo ra ngoài được rồi. Ui, nhưng mà vừa ra ngoài thì mình thấy cả đàn Reaper bên kia đang đợi mình kìa. Mình mà bước chân qua bên kia thế nào nó cũng nổ mình banh xác. Ý, nhưng mà bên này có cái hành tinh tuyết nè. Đó, các bạn thấy chưa? Giờ là ban ngày, một creeper nó xuất hiện ngang nhiên như vậy á. Chả khác nào nó đe dọa mình không? Nhưng mà mình làm... À, bên đây có đất nè. Hay là mình sẽ qua hành tinh này trước ta? Mình coi có hành tinh nào mình nhãn phát qua luôn được thì mình sẽ qua trước nhá. Chứ giờ thì block trên người mình hạn chế lắm luôn ý. Mình phải cố gắng làm sao qua được hành tinh bên kia để lấy cái gỗ cũng như là mầm cây về. Rồi, cẩn thận, rớt xuống dưới là chết đó. Rồi, trên này thì có một ít cây nấm nè. Ui, giật hết cả mình à. Nhưng mấy con skeleton nó bắn xa lắm luôn ấy. Bắn tiếp qua bên mình luôn. Đừng nha, nấm này mình có thể lụm để làm cái súp nấm ăn được á. Có cái đè nữa nè, mà mình không có cúp các bạn ơi. Ui, hay là mình sẽ thử đào xuống dưới nha. Chứ bây giờ là mình thiệt sự... Ý, có rương nè. Trong rương có gì đấy? Ui, sao khối này dễ đập vậy? À, nó có con cá bạc. Cá bạc đi ra. Lấy cái sẻng quýnh luôn. Lấy cái sẻng quýnh. Ây ui ui ui. Cá bạc quýnh mình. Cá bạc nè, sao đông vậy? Con bi si kia bắn nữa. Ui, đây có rương nữa. Phải cẩn thận các bạn ơi. Ê, không được, không được, không được. Nhảy qua đây. Ui, suýt nữa thì toàn rồi. Ăn miếng cá đi. Ui, cả đống cá bạc luôn kìa. Ừ, mình sẽ dụ cho nó rớt xuống. Lại đây, lại đây, lại đây. Con kia gất dưới chết queo rồi. Mấy con cá bạc khốn kiếp. Một con gớt nữa. Cá bạc nè. Mình sẽ dụ nó hay sao ta? Mình sẽ tìm cách dụ nó mới được. Chứ bây giờ mình đánh là không có đạ lại nó các bạn ơi. À, hay là mình làm một cây kiếm ta? Mình có gỗ nè. Làm một cây kiếm đi, chứ bây giờ không có kiếm là không có sống sót nổi trên không gian này đâu. Kiếm sắc luôn. Rồi 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 rồi, giết các bạn thôi. Mới vô đã thấy khó khăn rồi. Kìa, vậy là mấy cái trụ đó toàn là cá bạc thôi. Cú lừa không đấy các bạn ơi. Đặt về cho chắc, lỡ mà có bị mấy con skeleton bên kia bắn thì cũng không có rớt xuống dưới The Void ấy. Đó, có kiếm là quýnh nuột hơn ngay liền. Rồi, giết hết mấy con này. Không cho đẻ trứng. Đúng rồi, lại đây. Đứng chùm chùm lại đi, quýnh một lần cho nó phê. Quýnh một lần cho phê cả đám nha. Ý. Lần lâu cứ mấy, có mấy con nó chen chen là nó rớt xuống The Void à các bạn ơi. Nên cũng đỡ một phần á. Rồi, còn có một con thôi, kết liễu luôn. Xong, vậy lại có thể lấy đồ thoải mái rồi. Có một loại thuốc nhìn trong bóng tối và nhảy cao. Bên đây nãy mình thấy có cái rương nè. Có một cái cúp, đó, vậy là có cúp mình có thể bắt đầu đào rồi. Lấy cái đè trước nè, không biết có lấy được không nữa. Lấy được luôn nha. Rồi, cái rương này thì lấy rồi. Giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đào xuống dưới đi các bạn ơi. Tại vì một phần là mình cũng cần block. Với lại một phần mình muốn kiểm tra những cái hành tinh này á, coi coi phía bên...
Ôi chết rồi, nó gãy luôn cây sẻng rồi. Sẻng bằng vàng dởm thiệt sự luôn á. Thế nên chúng ta không bao giờ dùng vàng làm dụng cụ là phải. Mình có giường rồi. Vậy là những khối len này sẽ sử dụng vào việc khác nè. Kiểm tra rương trước. Có cá để mình nấu lên. Có một bông hoa sắc bén. Kiểu như bông hoa gai sao các bạn ơi, có sắc bén để đánh tốt hơn á. Làm cái giường trước nè. Ui 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 mấy con này. Ui sao nó định... Sao nó mắc kẹt bên trong hay vậy? Bên đây đó nè. Ui đi ra. Thôi kệ nó. Cho nó mắc kẹt trong mấy khối kính đi. Mình không quan tâm nó đâu. Giờ công việc mình cần quan tâm nhất đó chính là làm sao để qua được bên kia thôi. Mình có được 24 block đất hả? 24... Chắc chưa đủ đâu, mình nghĩ khoảng 30 mấy mới qua bên kia được các bạn ơi. Để chắc cú hơn á thì mình sẽ đào thêm ít đất nha. Đây, chẳng 30 đi. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt qua bên kia. Đừng có anh skeleton nào bắn nha trời. bắn là rớt xuống đầu bôi thiệt đó. Đừng có bắn nha. Ui mấy con cá các bạn kìa. Kệ cho nó nhồi nhúc ở đó đi. Ui dư các bạn ơi. Được quá chứ, nhưng mà con Ripper nhìn không thân thiện thế nào hết trơn á. Kệ, không quan tâm đó, qua đây lấy khối cái khối than này trước đi, tính gì tính. Tại vì than mình sẽ sử dụng trong việc nung nướng ấy, cũng như là làm thêm đuốc các bạn ơi. Rồi, có cây cầu than nè. Mình đang thiếu một cây rìu để chặt cây hả? Mà trước tiên thì nhảy qua đây trước đi, lấy khối than cái đã. Rồi, có được khối than rồi. Giờ thì mình sẽ kết liễu luôn con này để tránh đi sự phiền phức nha. Qua đây. Ui, cẩn thận, nó thấy mình là nó nổ á. Nên cần phải lưu ý. Rồi, qua đây. Creeper nè. Đánh xong núp liền các bạn ơi, khuất tầm nhìn là nó không có nổ được á. Đó, đánh như vậy nè. Thì khoảng 4 hit là nó đi. Đó. Chiến đấu an toàn cho chắc nha. Rồi giờ thì mình sẽ đổi ra. Ý hồi nãy mình làm cái bàn chế tạo chưa nhờ? Hay là mình làm thêm cái nữa ta? Nhưng mà gỗ mình có hạn ấy, nên phải tiết kiệm thôi. Chạy qua bên kia lấy lại cái bàn chế tạo cái đã, để không thôi bỏ uổng. 4 cái ván gỗ lần á, rất là mắc chứ bộ. Rồi lấy luôn nha. Khi xuống dưới thì mình ít khỏi mình sẽ sử dụng ở đây để chế tạo luôn, làm cho mình một cái cây rìu bằng đá đi. Ở đây có đá nè, mình sẽ lấy đá để làm rìu đá cho nó tốt hơn rìu gỗ tí nhá. Rìu bằng đá giống như vậy, chặt luôn cái bàn chế tạo và mang qua bên kia thôi. Mình nghĩ nếu mà trời tối thì mình có thể lên con tàu mình ngủ cũng được á, không nhất thiết là phải ngủ trên mấy cái đảo này đâu, vì nó sẽ rất là nguy hiểm đối với mình luôn. Và trong này thì có cái này là nó có thể giúp mình làm được người tuyết nè. Hay nha. Mà thôi kệ đi, tạm thời thì lấy gỗ trước cái đã. Rồi sau đó đến những cái hòn đảo tiếp theo thôi. Không biết trong đây nó có nhiệm vụ không ta? Nếu mà trên mấy cái hành tinh này có mấy cái quest á, để mình có thể làm thì hay nha. Và cái đảo tuyết này nó có sâu không? Không biết ở phía bên trong cái đảo tuyết này nó có cái rương hay cái gì không ta? Mình kiểm tra thử. Cái gì không biết phải kiểm tra thử các bạn ơi. Nhưng mà với tình này mình nghĩ nó không có gì. Ừ đúng rồi, nó không có gì bên trong rồi. Cái này có băng nè. Băng đó thì mình có thể đập ra và hình như nó tạo ra nước đúng không? Ui sao kỳ vậy, băng không tạo ra nước luôn. Ê mà đây có đất nè, mình sẽ lấy đất đi. Đất thì tí mình có gì mình trồng cây lại á. Trồng ra đây mầm trước đi. Và bên kia có một cái hành tinh gì kìa. Và có khói emerald nhìn hấp dẫn vậy ta. Mình nghĩ là mình nên qua bên kia để lấy khói emerald á. Đây, bắt block qua bên kia. Nhìn xung quanh vậy đã. Cái này lúc nào cần phải lưu ý á, để không thôi skeleton nó bắn là hẹo liền. Rồi và coi còn block nào bắt qua được không. Mình nghĩ mình có thể lấy tuyết á. Tại vì tuyết thì trên cái đảo tuyết này vẫn còn mà, nên thoải mái sử dụng thôi. Rồi hết ván. À đây còn hai ván gỗ. Gán qua bên kia để lấy nốt cái khói emerald các bạn ơi. Vẫn còn thiếu. Làm liều luôn, dùng hết số ván gỗ bạch dương. Bắt qua đây. Một ở đây và một ở đây nữa. Cẩn thận. Gớt. Gớt là chết liền đó. Rồi. Nhảy qua nè, dị cho nó chắc cú và lấy cái khối emerald này. Lấy được không vậy? No.
Mình đã nghi nghi rồi. Trời ơi, uổng hết 9 viên emerald không? Vậy là cúp cúp vàng không có lấy được cái khóa emerald các bạn ơi. Ui có cái rương nè. Ui cả đống len luôn. Wow. Dạo tỏ ở đây có khối vàng nè, không biết vàng lấy được không? Ui vàng cũng không lấy được luôn. Mình thấy đào chậm chậm này là rút kinh nghiệm liền các bạn ơi. Vậy là cúp vàng không có đào được mấy cái ui kim cương. Ui xịn sò con bò, trên này có kim cương luôn nè. Làm dấu cái hành tinh này mới được. Mình sẽ làm thêm một cây cúp bằng bằng đá đi, để dùng xây cua thay cho cái cây cúp vàng nhá. Rồi coi ngủ được chưa, để mình ngủ một giấc cái đã. Wow. Vô tình phát hiện hành tinh có cả kim cương luôn các bạn ơi. Hấp dẫn nha. Rồi tạm thời thì mình sẽ nhớ cái hành tinh này đi. Rồi sau đó thì mình sẽ đi qua mấy hành tinh khác thôi. Chứ trên hành tinh này cũng hết thứ để mình khám phá rồi. Và để chắc ăn hơn thì mình sẽ đạp qua gì luôn đi cho chắc. Mình núp bắt cua lắm á, bắt cua một hồi nó gớt xuống dưới thì nghẹo liền. Và làm một cây cầu đi lên trên đi nha. Mình có nhiều len hay là bây giờ mình sẽ làm cây cầu bằng len, với sử dụng len làm block di chuyển chính đi nhá. Chứ bây giờ mình không có block đi nó cũng hơi khó khăn một tí á. Rồi nhảy qua đây để đi tiếp lên những hành tinh khác thôi. Ừ, mình thấy hành tinh này cũng khá là yên bình nè. Hay là qua qua bên kia thử ta. Được á, được á. Rồi. Bóc block qua bên kia thôi. Tại vì trên này mình cũng không nhất thiết là phải đi ngủ đâu, chẳng qua là muốn ngủ để có những cái điểm spawn point nó thuận lợi hơn thôi á. À, và khi lên hành tinh này thì mình sẽ phải đi theo hướng này nè. Nó có cái cầu thang đi lên nhưng mà hơi khó khăn một tí tại vì phía dưới mình là The Void á. Giật hết mình. Giật hết cái mình à. Shit nữa thì gớt xuống thiệt rồi. Ủa nhưng mà trên đây không có gì trơn hả? Ừ, có bơm, trên đây có bơm. Được luôn, lượm luôn, cái gì lượm được thì mình tranh thủ mình lượm các bạn ơi. Bên đây nó vẫn còn mấy cái gì nè. Để mình thử ba cua qua nhá. Ôi mà có nào ba cua hụt cái gớt xuống đầu voi không? Cái này giống cái bẫy quá hả? Nhảy như vậy cho chắc cú nha. Rồi đặt qua đây một block nữa. Đó, làm gì cũng phải cẩn thận. Rồi đi xuống dưới thử xem. Sẵn tiện lấy thêm ít đá luôn các bạn ơi. Hy vọng là bên trong có đồ nha. Bên trong có beacon. Có một cái quả trứng triệu hồi ra con ngựa, hai ba xô nước. Mình sẽ vứt cái này để lấy cái quả trứng triệu hồi ra con ngựa nha. Còn gì khác không? Ui trên cái đảo này còn có cái beacon nữa cơ, nhưng mà cấp cấp mình như chưa có đào được cái beacon các bạn ơi. Ui nếu mà cái này có đồ thì mình nghĩ bên kia cũng sẽ có đồ á. Kìa kìa, có thấy thấy cái khối redstone rồi kìa. Được thì sợ, được thì sợ. Đi qua liền, qua liền. Rồi kiểm tra luôn. À, đào xuống. Ê, như cúp cúp đá như chưa đào được redstone thì phải. Ý. Ý. Khối sắt. Ok rồi các bạn ơi, có khối sắt á thì mình có thể nâng cấp được dụng cụ ngay từ bây giờ luôn. Hấp dẫn vậy. Để xuống nè, đổi khối sắt ra sắt liền. Rồi sau đó thì mình sẽ đổi gỗ ra que nhá. Đây có gỗ rồi nè, đổi ra que liền. Và làm luôn cho mình một cây cúp sắt để có thể khai thác kim cương á. Hấp dẫn thiệt sự. Mình đã có cái gì ta, cái cây kiếm sắt rồi, có cúp sắt luôn rồi. Vậy là giờ mình còn thiếu cây rìu sắt đúng không? Rìu sắt thì đây, đây làm luôn đi, để có gì mình tí mình chặt gỗ cho nó nhanh. Đó có cái rìu sắt rồi nhá, mà có đồ giờ mình chặt quá nhờ. Vừa có đồ mình giờ chặt thiệt luôn ấy. Để mình tranh thủ mình. Ê, chưa 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 vứt cái này liền, vứt cái này liền. Lớn ngớ le đập đập nhầm thì toan. Tại vì mình ưa đập nhầm lắm. Rồi vậy cho chắc nha. À, cúp kiếm rìu có đầy đủ rồi nè, khai thác có redstone thôi. Wow, được thì sợ trên mấy hành tinh này tính ra cũng nhiều đồ quá chứ. Sắt thì mình sẽ lấy thêm nhá. Lấy thêm một khối thôi. Ăn luôn con cá đi để có thêm không gian. Ngoài này nó không có trang bị cho mình ba lô phi hành gia, nhờ phải có ba lô phi hành gia thì hay, để đỡ tốn cái không gian á. Chứ giờ có đồ mình nó chặt chặt chọi quá nên cũng khó mà nhặt được đồ á. Rồi, lấy thêm mấy cái khối sắt đi. Đó, được thêm hai khối. Chắc bên đây vẫn còn tiếp nè. Ý sao kỳ vậy? À, như vậy thì nó chỉ có hai hai bên thôi. Còn ở hai hướng còn lại thì nó sẽ không có các bạn ơi.
Ui ra là vậy. Nhưng mà không sao, dù sao tụm đã khám phá thành công xong cái hành tinh này rồi, giờ tụm sẽ trở lại cái tập không gian của mình cũng như là cất đồ lại nhá, chứ giờ kho đồ mình chật chội quá thì mình không có thể nào khám phá thêm những cái hành tinh khác á các bạn ơi. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi, bây giờ thì mình sẽ làm thêm có một một cái bàn crafting nữa để mình làm ít cái bát súp nấm nha, chứ bây giờ mình hết nguồn thức ăn rồi các bạn ơi. Có được 4 cái bát nè, để coi qua phần thức ăn. Ý không làm được súp nấm à? À được nè, sao trong đây không hiện công thức ta? Kỳ thiệt á. Đây mình sẽ làm hẳn 3 cái bát súp nha, hơi thiếu nấm nâu một xíu nhưng mà từ từ mình sẽ khai thác thêm sau. Rồi giờ thì mình sẽ mang theo thêm ít xác. À, chỉ có sắt thôi chứ giờ mình hết nguồn khoáng sản rồi và đi lên trên thôi. Cái này mình thiết kế là để dễ dàng đi lên trên nhá, nó tiện lợi hơn và bên trong mình vẫn có thể di chuyển thoải mái được. Và hành tinh tiếp theo mình muốn khám phá trong ngày hôm nay luôn đó chính là trên này đi nhờ, hay qua đây, hay là đi qua bên đây luôn nhờ. Nhưng mà không được, không được, giờ mình yếu giáp á, con Skeleton 2 con nó bắn tầm 4 hit là mình đi đai à. Nên chắc không dám qua bên kia đâu, qua bên đây trước đi, tại vì bên đây nó gần mình hơn nè. Rồi đầu tiên thì mình sẽ bắt vào lớp theo hình cầu thang giống như vậy để có thể dễ dàng đi lên trên hơn. Ui tới nơi luôn rồi nè, trên này thì có hoa hả? Wow được á nha, trên đây có cỏ nhìn thích ghê vậy, có cây luôn nè. Hay là bây giờ mình sẽ khai thác thêm gỗ đi. Ui lại có thêm cỏ thang và thuốc hồi máu. Được được được, cái loại thuốc này rất là cần thiết luôn. Lỡ mà gặp quái thứ dữ á, mình sẽ uống ngay một lọ để mình có thể hồi máu nhanh hơn. Ở phía trên nó còn có nấm nữa kìa. Ở không, cái bí ngô nữa kìa. Được được được, lấy bí ngô nè. Rồi trồng lại cái mầm cây luôn đi để có cái mà mình chặt tiếp trong thời gian sắp tới á. Ủa nhưng mà trong đây có cái hang gì không? Hay là bên trong nó có cái căn phòng bí mật nữa không nhờ? Mình nghi lắm mấy cái đảo, mấy cái hành tinh này ưa có căn phòng bí mật bên trong lắm. Ủa khúc gỗ đâu đây vậy? Kiểu như nó làm cái rễ hay sao ấy các bạn ơi, tự nhiên bên trong nó còn có cái khúc gỗ nữa kìa. Ủa vậy là cái hành tinh này, vậy là hành tinh này không không có căn phòng bên trong rồi. Ủa đúng rồi các bạn ơi, hành tinh này không có căn phòng bên trong rồi, ở dưới là The Void rồi á. Cái tạm thời thì mình đã khám phá thêm một hành tinh nữa. Mình coi nào, hành tinh nào khác giờ ta? Với chi mấy hành tinh này nó cho mình thêm nhiều, thiệt là nhiều sắt nha. Hay là giờ mình dành hết số sắt mà mình đang có để mình làm một bộ sáp, rồi sau đó qua bên kia đại chiến, biết biết đâu được sau khi mình đại chiến về mình lại có thêm nhiều đồ thì sao? Phải đánh đổi các bạn ơi, chứ biết sao giờ. Đầu tiên mình sẽ làm thêm cái nón nè, kèm theo là một cái đôi ủng vì mình đã có sẵn áo cũng như là ý. Không, sai rồi. Nón với quần cơ. Làm cũng làm sai nữa, thành ra phí hết 4 cái cục sắt không? Bó tay mình luôn á. Ok, giờ thì mình đã có xong rồi. Ê, còn thiếu một thứ rất là quan trọng nữa. Đó chính là một cái khiên. Ừ hé, tại sao mình không làm một cái khiên để mình có thể chống lại những cái con zombie? Ủa, những con skeleton. Ui đó là một cái ý kiến hay á. Có khiên rồi, dăm 3 con skeleton mình chấp luôn. Rồi qua bên kia xử nó thôi. Ê mà muốn qua bên kia cũng không phải dễ đâu các bạn ơi, mình đang bắt block nó bắn mình là có nước. Được được được, mình sẽ dụ cho nó, mình sẽ dụ cho nó ra ngoài nắng để cho nó bị ánh nắng mặt trời ha thiêu rụi nhá. Ý mình đánh nó lại, mình dùng mu thôi chứ biết sao giờ. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ừ đúng rồi, ra đây ra đây. Nó rớt xuống dưới luôn rồi. Con skeleton nó hơi sùng các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ làm nhanh một cây cầu nha. Rồi quất thôi các bạn ơi. Skeleton nè, creeper. Creeper, nổ đi nổ đi. Đúng rồi, giúp ta tấn công mấy con này đi. Ui skeleton hả, bắn đi bắn đi. Ui ui ui, hai con. À đúng rồi, đồng đội bắn nhau đi. Anh em tương tàn đi. Con này bắn mình á, mình phản đam trúng con kia nó hẹo luôn rồi các bạn ơi. Bó tay thiệt luôn á. Rồi mình đã tiêu diệt sơ bộ được một vài con skeleton rồi đó. Giờ thì kiểm tra lại thôi. Nó cho mình một cây cung nè, nhưng mà nó gần hỏng rồi. Ê nó có khối vàng. Ui được thiệt sự. Hành tinh kim cương. Bên kia có hành tinh kim cương luôn kìa. Được con gói vàng rồi đó, cũng khá là ok.
Hình như phía dưới vẫn còn công trình để mình khám phá các bạn ơi. Thử thách hả? Được luôn, ăn bát súp lấy thêm can đảm nè. Rồi xuống dưới quẩy thôi các bạn ơi. Thuốc hồi máu là thủ sẵn nha. Mất nhiều máu quá là hồi máu liền. Rồi đi xuống dưới thôi. À công trình dưới này có con creeper. Creeper hả? Creeper nè. mình quýnh nó lọt dưới luôn rồi. Con này lại đây. Lại đây. Muốn giữ đây nào. Ui ui, phía bên trong nó có cái đầu quy đờ. Ý được nè. Để mình coi có than trong đây không. Mình sẽ làm ít cây đuốc rồi đã, để các bạn dễ dàng quan sát hơn. Chứ trong này nó thiệt là nó tối ồm luôn á, không có thấy đường luôn. Rồi có xíu ánh sáng nè. Để mình vô trong đây mình lấy cái đầu quy đờ nhá. Lấy đầu quy đờ được không? Có đầu quy đờ luôn. Tuyệt vời. Và đằng kia có một cái rương kìa. Cần phải cẩn thận khi lại gần mấy cái rương giống như vậy, kẻo bị rớt xuống The Void á. Và có một cái rìu Hammer, cái này là cái hammer các bạn ơi. Đánh bật lùi hai luôn. Và những quả trứng triệu hồi ra con dơi. Mình cũng không biết công dụng nó để làm gì nữa, nhưng mà cứ nhặt trước đi. Và bên đây là một cái chỗ hình như bẫy mình hay sao á. Để mình... Mày không hớt được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu. Ai thời để lại hù người ta như vậy. Trời ơi, đứng ngay cái gương luôn. Hết hồn à. Lấy cái đầu quy đờ trước nè. Như vậy thì ở đây á chính là cái hòn đảo để mình có thể đánh boss quy đờ các bạn ơi. Vì nó đã cho mình trước hai cái đầu quy đờ rồi nè. Và rất là nhiều những cái kính nữa. Hình như bên đây vẫn còn cái đầu nè đúng không? Đúng luôn rồi. Bên đây có cái đầu nữa nè. Để mình lượm nốt cái đầu này nhá. Lấy cái đuốc ra đây để mò nó bóp mình á. Đặt không khéo gớt xuống The Void là ngấm của tỏi liền. Đâu có được. Ủa nhưng mà sao không cho mình đặt lóc ta. Kỳ lạ thiệt á. Rồi lấy cái đầu nè. Và cái đầu thứ ba đã được nhặt. Như vậy thì cái hành tinh Wither này á mình cũng đã khám phá xong rồi. Giờ thì mình sẽ tìm đường để đi lên trên nhá. Và ngay phía bên trên cái hành tinh này là hành tinh Nether hay sao ấy. Ừ, mình thấy có mấy cục gạch Nether nè. Để mình qua bên đó kiểm tra thử luôn. Đập cái này ra trước một cái. Đập ra thêm một cái nữa để bắt block qua. Đặt giống như vậy là đi lên trên được rồi. Không biết trên đây có zombie Bigman không nhỉ? Nhiều khi lại có ấy. Không, bên đây nó có cái rương. Và có kim cương. Được kỳ sự các bạn ơi. Cái hành tinh này có kim cương. Có thêm cái lò nung nữa nè. Được ghê luôn á. dập lửa thôi kẻo bị... Hello mấy cưng. Ủa đâu ra vậy? Ủa nó đâu ra vậy ta? Mà thôi kệ đi, ảnh đâu ra không biết. Mình sẽ lấy kim cương trước cái đã. Được thiệt sự. Nhưng mà mình muốn khám phá thêm coi phía bên trong cái hành tinh này nó còn có cái gì để mình có thể mang về được không. Biết đâu bên trong này lại còn một thứ gì đó đặc biệt nữa thì sao. Nên cần phải kiểm tra. Nhưng mà hình như bên trong nó không có gì rồi. Bên trong nó đặt ruột rồi á. Ui nói chung thì có được hai viên kim cương là ok quá rồi. Và mình nghĩ mình sẽ qua cái hành tinh mà có lava đó là cái hành tinh cuối cùng trong ngày hôm nay nhá. Để coi bên hành tinh đó. Ui trời, để coi bên hành tinh đó có cái gì nhá. Có thấy cái rương này muốn qua rồi đó. Tại vì trong mấy cái rương này nó rất là dễ ra những cái đồ xịn các bạn ơi. Như hành tinh hồi nãy á, nó cho mình tới hai viên kim cương lần á. Rồi, giờ thì bắt vào lóc qua thôi. Nhưng mà phải cẩn thận, nhiều khi nhảy xuống hộp là rớt xuống lava liền. Lấy thêm có len đỏ đi. Đó, bắt gì cho chắc cú. Và như vậy thì cái hành tinh này sẽ cho mình cơ hội để làm một cái cánh cổng địa ngục. Có xô lava luôn nè. Ui, được thiệt sự. Như vậy trong ngày đầu tiên trên không gian á thì mình đã gặp được cái hành tinh cho mình xuống địa ngục nè. Hành tinh Wither, hành tinh Nether rồi nè. Đằng kia còn có con Enderman nữa. Mình muốn thử bằng may coi khi tiêu diệt con Enderman đó nó có rơi ra cho mình cái mắt Ender không nhá. Làm bát súp cho no bụng cái đi. Rồi xơi thôi. Enderman. Ôi trời trời. Enderman đánh đau lắm các bạn ơi. Cẩn thận với nó mới được. Chết rồi mình chơi. Chơi giải ơi, nghịch giải ơi.
Nó khều bác nào, mình thốn máu phát đó luôn ấy. Đồ sát thì không xi nhê với con Enderman đâu. Enderman là một trong những con có thể nói là đánh rất là đau trong Minecraft luôn ấy. Nguy hiểm thiệt sự các bạn ơi. Như vậy ngày đầu tiên trong không gian á thì mình vẫn á, an toàn với tính mạng của mình, không bị bất cứ con quái vật nào ha có thể đẩy xuống đầu voi được á. Và mình sẽ cố gắng nghiên cứu xem tìm cách nào cũng như là lên lịch để qua những cái hòn đảo nào mà mình nghĩ là sẽ tiện lợi nhất trong thời gian sắp tới, và mang tiện là nhiều đồ xịn về và hoàn thành nhiệm vụ trở về trái đất nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.